Một lão tướng sinh năm 1985, tức là năm nay đã 39 tuổi và chuyển sang Saudi Pro League, giải đấu ở cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi. Đó chắc chắn không phải là đề tài có thể mang về lượt view cho truyền thông rồi, nghe là đã thấy phát chán. Nhưng nếu lão tướng đó sở hữu 623 triệu người theo dõi trên Instagram, 168 triệu người theo dõi trên Facebook, 110 triệu người theo dõi ở Twitter thì câu chuyện sẽ khác hẳn. Đúng vậy, chỉ có Ronaldo mới khiến cho giải Ả Rập bỗng dưng trở thành đề tài được bàn tán nhiều đến vậy trên mạng xã hội. Abdelrazak Hamdallah, tiền đạo người Maroc trước đây chơi cho Al-Nassr đã từng tỏa sáng rực rỡ vào năm 2019 khi ghi tới 57 bàn trong một năm dương lịch. FIFA chẳng thèm để ý đến sự kiện này. Thay vào đó, họ chỉ ca ngợi màn trình diễn của Robert Lewandowski khi đó khoác áo Bayern Munich dù anh chỉ có 54 bàn. Nhưng Ronaldo đến Ả Rập và 54 bàn thắng của anh khiến FIFA phải đăng lời chúc mừng, thừa nhận CR7 là tiền đạo hay nhất năm. Đó chính là tầm ảnh hưởng khủng khiếp của Ronaldo. Và hãy nhìn cách anh đang làm trao đảo đất nước Ả Rập chỉ bằng cách ăn mừng của mình mới thấy choáng. Vòng 21 Saudi Pro League, Al-Nassr của Ronaldo gặp Al-Shabab, đội sở hữu những ngôi sao trời Âu như cựu tiền vệ Atletico Madrid Yannick Carrasco và cựu ngôi sao Barcelona Ivan Rakitic. Ronaldo mở tỷ số 1-0 cho Al-Nassr từ chấm phạt đền ở phút 21, nhưng đội bóng của anh đã bị gỡ hòa bởi quả đá phạt đền của Carrasco trước khi hiệp 1 kết thúc. Talisca đã khôi phục lại lợi thế dẫn bàn cho đội khách Al-Nassr ngay phút đầu tiên của hiệp 2, nhưng Carlos đã giúp cho Al-Shabab một lần nữa san bằng cách biệt. Al-Nassr có được 3 điểm đầy nhọc nhằn nhờ bàn ấn định tỷ số 3-2 của Talisca ở phút 86. Trong khoảng thời gian bù giờ, Radif của Al-Shabab nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ở các phút 90+6 và 90+12 rồi bị buộc phải rời sân. Giành thắng lợi kịch tính, Ronaldo đã ăn mừng và chúc mừng các đồng đội khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, tuyển thủ 39 tuổi người Bồ Đào Nha dường như cảm thấy khó chịu khi người hâm mộ trên khán đài liên tục hô vang tên Lionel Messi. Đáp trả lại, Ronaldo đưa tay lên tai như muốn nói, anh đếch nghe thấy chúng mày nói cái gì cả. Nếu dừng lại ở đây thì không có vấn đề gì, nhưng hành động sau đó mới làm lớn chuyện. CR7 đưa tay xuống hạ bộ, sau đó giật tay lên xuống như kiểu bỏ con sóc vào lọ, hay có một tên khác là Thẩm Du. Ngay lập tức, đám đông ổ lên phẫn nộ. Một số còn đòi xuống đánh vào khuôn mặt đẹp trai như tài tử điện ảnh của Ronaldo. Sau khi đoạn video này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cổ động viên tỏ ra bức xúc vì hành vi phản cảm của siêu sao người Bồ Đào Nha. Họ đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt Ronaldo bằng cách đuổi anh khỏi giải đấu. Tờ Marca bình luận, Ronaldo không chỉ đáp trả sự chế giễu của cổ động viên Al-Shabab bằng những tiếng chửi thề, mà cầu thủ này còn thể hiện bằng hành động khó chấp nhận. Đây không phải lần đầu tiên anh ta có hành động như vậy khi bị đối thủ so sánh với Messi. Cá tính mạnh của tiền đạo sinh năm 85 đã được thể hiện theo cách không cần thiết. Điều đáng nói, trong trận đấu giữa Al-Nassr và Al-Hilal hồi tháng 4 năm 2023, Cristiano Ronaldo cũng có hành động tương tự với cổ động viên đối thủ. Tới tháng 2 năm 2024, cũng trong trận đấu với Al-Hilal, tiền đạo này chộp lấy chiếc khăn choàng của cổ động viên ném xuống đất rồi nhét vào quần của mình trước khi đi vào đường hầm. Trong cả hai lần đó, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đều không có án phạt nào. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo giới Saudi Arabia, SAFF không thể ngồi yên trước sự phẫn nộ của cổ động viên. Họ sẽ mở cuộc điều tra vụ việc này. Không loại trừ khả năng Ronaldo sẽ phải đối diện với án phạt, bởi lẽ hành động này đã lặp lại quá nhiều lần. Nên biết rằng với người Hồi giáo, bất cứ hành vi ám chỉ nào liên quan đến bộ phận nhạy cảm đều sẽ bị phạt nặng, thậm chí là cho ngồi tù. Ronaldo đến nay vẫn không dính án phạt nào cũng bởi anh là siêu sao nổi tiếng hàng đầu. Nhưng dường như việc gì cũng phải có giới hạn của nó. Các nhà báo đồng loạt lên tiếng chỉ trích cầu thủ sinh năm 1985 và cáo buộc anh coi thường và xúc phạm nền bóng đá và người dân Saudi Arabia. Nhà báo người Saudi Arabia Walid Al-Fayran cho biết, thông thường, ủy ban kỷ luật sẽ không đưa ra quyết định dựa trên các cảnh quay từ khán đài mà chỉ xem xét bằng chứng từ truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, hành động của Ronaldo gây ảnh hưởng đến uy tín của giải đấu. Nghiêm trọng hơn, nó sẽ cổ suý những hành động xấu xí trong tương lai. Ngay cả ủy ban kỷ luật lúc này cũng đang bị dồn vào chân tường. Về phần mình, nhà phê bình thể thao Ali Amasor cho biết, đó là một hành động nhạo báng, coi thường cổ động viên và tục tĩu, ảnh hưởng trực tiếp đến Al-Nassr và chính hình ảnh của Ronaldo. Đồng quan điểm, nhà phân tích thể thao Nasser Al-Chaidi nói, cần có án phạt dành cho Ronaldo. Anh ta đang là đại diện cho toàn bộ dự án nâng tầm giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Theo Sports, Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia chuẩn bị treo giò Ronaldo 2 trận và yêu cầu siêu sao này nộp phạt. Còn tờ Ansa Al-Wasat thì khẳng định rằng
Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đang tiến hành cuộc điều tra và sẽ xem xét tất cả các bằng chứng trước khi đưa ra quyết định về hành vi của Ronaldo. Quyết định dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng 48 giờ tới. Nếu bị kết tội, CR7 có thể đối mặt với lệnh cấm thi đấu 2 trận tới của giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Đó sẽ là 2 trận đấu của Al Nassr gặp các đối thủ Al Ham và Al Rais. Ngoài ra, anh sẽ bị phạt thêm một số tiền lớn vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu. Tuy nhiên, nếu thoát khỏi án phạt, Ronaldo sẽ tiếp tục thi đấu trong cuộc đối đầu với Al Ham vào ngày 1 tháng 3. Những hành động của Ronaldo không chỉ làm người hâm mộ của Saudi Arabia, của Messi tức giận, mà giới mộ điệu còn cho rằng Ronaldo cần kiềm chế bản thân trước những khiêu khích. Tuy nhiên, có thật là CR7 đã bị mất bình tĩnh trong khoảnh khắc này hay không? Có lẽ là không. Thường thì huyền thoại sinh năm 1985 chỉ có những phút giây điên rồ khi anh đang nhận thất bại. Chẳng hạn, Ronaldo ném điện thoại của cổ động viên nhí của Everton khi anh và Man United thua trận, hoặc khi anh đá 3 lần liên tiếp vào bụng của Curtis Jones cũng trong thất bại của MU trước Liverpool. Rồi có lần CR7 ném micro phỏng vấn của phóng viên xuống hồ, đó là lúc anh và đội tuyển Bồ Đào Nha đối diện nguy cơ bị loại. Thế nên, hành động bỏ con sóc vào lọ mới đây có thể là một pha đã được tính toán của Ronaldo. Liverpool và Chelsea tạo ra trận chung kết Carabao Cup kịch tính ư? Lionel Messi có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải này ư? Kylian Mbappe bị cổ động viên PSG la ó ư? Dẹp hết đi, báo chí hầu như chỉ nói về hành vi ăn mừng bị lên án của CR7. Cái phim của anh đúng là quá khủng bố. Tất nhiên, nó đổi lại bằng án treo giò 2 trận. Nhưng đổi lại, báo chí thế giới phải nói về anh. Liệu bạn có thể tìm được siêu sao nào đi dưỡng giả mà vẫn duy trì độ hot như thời trẻ giống Ronaldo? Chắc là không, kể cả Messi. Enbunga quá tập trung vào bóng đá thuần túy. Vậy nên so với một người am tường và rất giỏi thao túng truyền thông như Ronaldo, anh còn lâu mới sánh bằng. Nhưng tất nhiên, huyền thoại người Bồ Đào Nha không phải chỉ có cái mồm để người ta nhớ đến anh. Trong mùa giải thứ 2 tại Saudi Arabia, huyền thoại sinh năm 85 vẫn duy trì được thành tích ghi bàn xuất sắc trước khung thành và hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Saudi Pro League. Pha lập công mới nhất nâng tổng số bàn thắng của Ronaldo trong mùa này lên con số 22 sau 20 trận. Ngoài ra, anh cũng tạo thống kê đáng kinh ngạc, đó là ghi 414 bàn kể từ khi bước sang tuổi 30. Chỉ với riêng con số này, Ronaldo đã san bằng thành tích ghi bàn trong cả sự nghiệp của huyền thoại Ronaldo de Lima, 414 bàn, và nhiều hơn hàng loạt chân sút cự phách khác như Wayne Rooney, 366 bàn, Robin Van Persie, 312 bàn, Thierry Henry, 413 bàn. Đến bây giờ, cựu ngôi sao Manchester United đã ghi 877 bàn. Với phong độ và thể trạng hiện tại, CR7 hoàn toàn có thể mơ về cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Ghi bàn tốt, tạo hiệu ứng truyền thông giỏi. Thế này thì ai chơi lại anh hả Ronaldo? Nếu bạn là fan của CR7, đừng quên để lại một like cho video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!